Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì có cái cây bông giấy ra chia sẻ với các bạn ơi. Cái cây bông giấy này là cây bông giấy Mỹ các bạn. Bông giấy Mỹ mà gốc lớn các bạn ơi. Cái gốc bự chà bá luôn nè. Đó. Thì để cô Nhiên nó đây đã. Để cô Nhiên đo cho bạn xem cái hoành đó. Lên trên cái ngay cái chỗ này luôn. Đó. 56 bạn ơi. 56 cái hoành. Rồi chờ đo thử xuống đây cái. Ra cái đế thì nó chắc 60 hay 7 mấy luôn ha. À, 7 mấy bạn ơi. Sơ sơ vậy thôi, sơ sơ bạn biết thôi. Nó về ngang nó vậy nè. Cây này nó hai thân các bạn, cây này có thể mình để nghiêng qua làm cây bay được các bạn ơi. Đó, mình đo cái thân trên cái coi. 36 hoành các bạn. Một thân 36 ha, thân bên đây chắc cũng cỡ 30 ạ. Ồ, cũng ngang 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 ngửa chút cũng ba mấy các bạn ơi. 32. Đó. Cái để cô Nhiên cầm xây nó một cái coi. Nó cái thân này thì cái cây này thì nó hai thân các bạn ơi, có thể làm cây bay được á, mình để cho nó nghiêng qua để giờ để cô Nhiên quay đi. Quay đi cho nó xây tròn tròn mấy vòng đi. Rồi xong cái mình để xuống cái mình để mình sửa qua cái thế nó nghiêng thành cây bay các bạn. Có thể là thành cây bay, làm cây bay được các bạn. Quay 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 nữa đi. Đó, nói chung cái đế với các bạn, cái đế nó rất là đều, xung quanh đế đều luôn ha. Đó, quá trời đều luôn kìa. Đó thì các bạn thấy cái cây bông giấy này á, thì bông giấy Mỹ mà nó bự các bạn ơi. Nó với Mỹ á, thì các bạn biết rồi đó. Gốc bự cũng hiếm lắm. Đó, thì để bây giờ mình cắt cái cây này luôn các bạn ơi. Đó, mình cắt ra cho nó thành dáng cái cây bay luôn ha. Nó tuy là nó hai thân nhưng mà sát gốc nó là một thân các bạn ơi. Nó lên trên nó mới chia ra hai thân, thì mình có thể lấy cái thân nhỏ này mình dựng cái đỉnh nó lên để mình là thân lớn dưới mình cho nó bay ra các bạn. Đó, thân nhỏ thì mình dựng đỉnh lên ha. Thì có một cái nhánh bay dài này thì mình nghĩ lát nữa là nó mình cho nó lên mà ôm theo cái cành bay này nè các bạn, nguyên một cái tán luôn. Đó, mình có thể nó, mấy cái chỗ mình cắt này nè. Thì nữa mình tạo nhánh nó lên để mình cho nó thành một cái tán đều luôn các bạn. Đó thì từ cái cây nó đứng các bạn, nhưng mà mình thấy để đứng thì nó cũng không hay lắm, thành ra mình cho nó nghiêng cho nó bay qua các bạn, có một nhánh bay ra thì nó hay hơn cái đứng. Còn các bạn nào có thể để đứng thì cũng được. Thì cây này là cô Nhiên giao luôn nha các bạn. Đó, các bạn nào muốn thích cái cây này có thể gọi cô Nhiên ha. Đó, mình có thể mình dựng cái đỉnh lên chỗ cái nhánh nhỏ đó các bạn, mình cho nó nghiêng qua vậy nè, đơn giản như thôi. Thì nó sẽ thành một cái cây bay, còn cái nhánh bay thì nữa mình tạo một cái tán liền khối luôn các bạn. Đó. Thì mình có thể mình ghép bông giấy nhiều màu vô các bạn. Lợi dụng cái gốc bông giấy Mỹ thì nó không có bị giống như là những cái cây bông giấy mà thường của mình thì thường nó bị lớn là nó bị bọng, bị mục các bạn ơi. Đó. Còn giấy Mỹ thì nó đặc cốt hơn. Thì cái cây này mình thấy cái bộ đế nó cũng rất là đẹp các bạn. Đế đều ha. Đó, cái thân thì nó cũng sắn dặn này cũng rất là hay nè. Các bạn nào vô lưu có thể gọi cô Nhiên nha. Đó, thân mình thấy nó dặn dặn rất là hay các bạn. Bộ đế thì nó xòe rất là đều ha. Cái cây này mình có thể mình để lên một cái mâm mỏng các bạn, cho nó bay ra. Đó, thì nó cũng rất là hay nè. Đó, các bạn nào muốn thích cái cây này có thể gọi cô Nhiên ha. Rồi, mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình. Mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo nha.